Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các em đến với chiến dịch lập trình văn học của Học Văn Chị Hiên. Chiến dịch đã được thông báo và đã được sự quan tâm của rất nhiều các bạn nhỏ 2K7. Hiện tại thì chị đã có mặt ở đây rồi. Không biết là có bạn nào đã bắt đầu vào học cùng với chị chưa nhở? Xin chào các em, xin chào các bạn. Chúng mình ơi, bạn nào mà đã vào học cùng với chị rồi thì các em có thể để lại lời chào ở dưới phần bình luận để chị biết được nhá. Rồi. Rất là nhiều bạn quan tâm đúng không nào? Ngày hôm qua thì Học Văn Chị Hiên đã đăng thông tin về chiến dịch lập trình văn học ở trên kênh fanpage. Và các bạn đã rất là háo hức để chúng ta tham gia vào chiến dịch này, đúng không? Thế thì ngày hôm nay sẽ là buổi đầu tiên của chiến dịch. Đó, chúng ta có một chiến dịch mang tên là lập trình văn học. Các bạn nhanh chóng vào học cùng với chị nhé. Chiến dịch lập trình văn học. Ok chưa nào? Các bạn đã vào học đông đủ chưa? Xin chào các em. Rồi, đến với chiến dịch lập trình văn học này thì trước tiên là chị giới thiệu qua một chút để các bạn hình dung ra được chúng ta sẽ học những điều gì ở trong chiến dịch này đây. Đây là một chiến dịch tập trung trau dồi cùng với các bạn kỹ năng thiết lập dàn ý các em nhé. Về kỹ năng thiết lập dàn ý. Đó, bởi vì sao? Bởi vì một trong các bước rất là quan trọng để chúng mình viết được một bài văn phân tích đó chính là bước chúng mình xác định các ý quan trọng, đúng không nào? Xác định các ý cơ bản. Nếu như mà chúng mình xác định tốt các ý cơ bản rồi thì trong quá trình viết chúng ta sẽ tránh được những cái lỗi. Thứ nhất là lỗi thiếu ý này. Thứ hai là những cái lỗi mà chúng ta không kiểm soát được về mặt thời gian. Bởi vì chúng mình không biết được là bài này có bao nhiêu ý. Thế nên là chúng ta viết đến cuối rồi mới té ngửa ra là ô sao còn nhiều ý như thế này, không viết kịp. Và cái lỗi thứ ba đó chính là việc mà chúng mình sắp xếp rồi chúng mình nêu ra hệ thống ý nó không khoa học, đúng không nào? Đó, thế thì cái kỹ năng thiết lập dàn ý sẽ giúp cho các bạn khắc phục được những cái lỗi như vậy. Ok chưa? Đây là một chiến dịch dành riêng cho việc mà giúp cho chúng ta trau dồi về kỹ năng thiết lập dàn ý. Vậy thì bên cạnh việc tham gia chiến dịch thì các bạn còn nhận được điều gì nữa không? Tất nhiên rồi, các em sẽ có tài liệu các em nhá. Được không nào? Trong chiến dịch này chúng mình sẽ có tài liệu. Rồi, thế nhưng mà phần tài liệu này để nhận được thì các bạn cần phải làm một số các bước như sau để chúng ta đảm bảo là tham gia chiến dịch một cách nghiêm túc nhé. Thứ nhất, chị khẳng định tài liệu là dành cho các bạn tham gia trực tiếp vào mỗi buổi học. Tức nghĩa là tham gia vào đúng cái khung giờ chị phát trực tiếp là bắt đầu từ 12 giờ trưa. Ok chưa? Nhớ, bắt đầu từ 12 giờ trưa các ngày thứ 5, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật. Đó, ok chưa nào? Thứ 5, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật tuần này, 4 ngày liên tiếp. Và tài liệu thì chỉ dành cho những bạn tham gia vào phần phát trực tiếp này thôi. Tức nghĩa là có khoảng độ 70 bạn hiện tại đang học cùng với chị đây này. Nhớ, thế làm như thế nào để chúng mình được nhận tài liệu? Các bạn làm cho chị những bước như sau. Bước 1 là chúng ta sẽ chụp ảnh màn hình ngay trong chính cái lúc chúng ta đang tham gia phần phát trực tiếp. Ok chưa nào? Chụp ảnh màn hình. Đây này, giống như trong lúc này này, các bạn sẽ thấy là có cái phần mắt xem đây, có bao nhiêu người đang xem cùng với các bạn. Thì các em giúp chị là chụp ảnh màn hình ngay chính cái khoảnh khắc mà các bạn đang tham gia phần phát trực tiếp, để đảm bảo là chúng ta có xem phần phát trực tiếp này. Những video này thì chị sẽ không xóa, thế nhưng chỉ có những bạn học vào đúng khung giờ thì các bạn mới có thể chụp ảnh màn hình được thôi, đúng không nào? Đấy là bước thứ nhất. Bước thứ hai, bước thứ hai là các bạn sẽ giúp chị chia sẻ phần phát trực tiếp này. Ok chưa nào? Chia sẻ phần phát trực tiếp. Đó. Cả 4 buổi thì các bạn chia sẻ 4 phần video đó giúp cho chị. Và bước thứ 3 là các bạn sẽ tag bạn bè của mình ở trong phần bình luận. Tag ít nhất là 5 bạn bè. Đó, ok chưa? Thì sau khi mà chúng mình làm đầy đủ các bước này, các em nhắn tin về cho chị thì các bạn sẽ được nhận phần tài liệu. Riêng về phần tài liệu này sẽ có 2 bộ các em nhé. Sẽ có 2 bộ, bộ 1 và bộ 2. Tương ứng với đó thì chúng mình sau khi kết thúc buổi học thứ 6 thì các em sẽ nhận bộ 1. Và sau khi kết thúc buổi học cuối cùng thì chúng mình sẽ nhận bộ 2. Nhưng tất cả các bước này thì các bạn cần làm đầy đủ trong tất cả các buổi học nhé. Ok chưa nào? Rồi, thế thì tài liệu sẽ gồm những gì? Tài liệu sẽ gồm cả phần phương pháp, phần mà chúng mình thực hành cùng với nhau và phần viết mẫu. Đó, ok chưa? Rồi, thì đấy chính là những cái mong muốn và cũng là phần chị hướng dẫn các bạn để làm sao chúng ta nhận được đầy đủ tất cả những lợi ích khi chúng ta tham gia chiến dịch này nhá.
Còn bây giờ thì hãy bắt đầu vào buổi học đầu tiên cùng với chị nào. Ở đây chúng ta nhắc đến dàn ý, đúng không nào? Và trong chiến dịch này thì chúng ta tập trung vào mảng nghị luận văn học các em nhé. Chúng ta sẽ tập trung vào mảng nghị luận văn học, chứ chúng mình chưa học đến phần nghị luận xã hội. Ok chưa? Phần nghị luận xã hội sẽ có một chiến dịch khác. Ở đây các bạn tập trung vào phần nghị luận văn học cùng với chị trước. Thế thì ở đây với đề bài nghị luận văn học, với đề bài nghị luận văn học thì chúng ta thường các bạn sẽ có hai dạng, là dạng mà chúng mình viết đoạn văn và thứ hai là dạng mà chúng mình viết bài văn. Nào các bạn ở đây, các em liệu là chúng mình đã xác định được là tỉnh mình sẽ thi dạng nào chưa? Chị thấy là Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thì thường những năm gần đây là thi dạng viết đoạn văn này này. Tức nghĩa là sẽ đưa ra cho chúng mình một đoạn ở trong một tác phẩm nào đó trong chương trình, sau đó hỏi những câu hỏi nhỏ xoay quanh cái đoạn đó. Và cuối cùng, câu cuối cùng trong phần đấy chính là câu mà viết đoạn văn nghị luận văn học, khoảng độ từ 12 đến 15 câu về một cái nội dung, về một vấn đề nghị luận nào đó. Cái thứ hai, dạng thứ hai là dạng bài văn thì phổ biến ở rất nhiều các tỉnh thành và chủ yếu là các bạn viết bài văn, đúng không nào? Ok chưa? Thế không biết là các bạn đã xác định được cho mình chưa nhở? Các em đã xác định được cho mình chưa? Ở đây có những bạn là chúng mình mới bắt đầu vào đầu năm học thôi, thế nên là cũng chưa cập nhật dạng đề ở địa phương của mình, đúng không? Đó, thế thì chúng ta cứ bình tĩnh học theo chương trình ở trên lớp. Đến khi thi thì chúng ta sẽ được xác định ngay cái dạng đề mà chúng ta sẽ thi vào, bởi vì chúng ta có một giai đoạn là luyện đề mà, đúng không nào? Rồi, ok, thế thì trong buổi ngày hôm nay nhá, chị sẽ tập trung vào dạng bài văn, được không nào? Bởi vì bài văn thì yêu cầu rất là nhiều cái sự chuẩn bị từ phía các bạn để mà viết được một bài văn dài, và theo mong muốn của các bạn là phải vừa dài vừa hay, đúng không? Thế thì chúng ta cần phải đầu tư khá là nhiều thời gian đấy. Không phải là cứ học thuộc kiến thức nền rồi xong đến lúc vào bài thi là chúng mình ghi chép lại tất cả những gì chúng mình nhớ ra là có được một bài văn đâu. Ok chưa? Và để có được một bài văn ý, thì cái bước đầu tiên là chúng mình cần phải thiết lập được một cái dàn ý. Ok chưa nào? Nhá, hôm nay chúng mình sẽ tập trung vào phần dàn ý cho một bài văn. Và đặc biệt này, bài văn của chúng mình thì các em có thể đối diện với những dạng đề như sau. Đó chính là dạng đề phân tích, đúng không? Thứ hai là dạng đề chứng minh nhận định, phân tích hoặc là cảm nhận. Thứ hai là dạng đề chứng minh nhận định. Đúng chưa nào? Thứ ba, các em cũng có thể gặp dạng đề so sánh. Hoặc thứ tư là dạng đề liên hệ. Thế thì ở đây với đề thi vào 10 thì chúng mình sẽ chỉ ra vào dạng này thôi này. Ok chưa nào? Các bạn thi học sinh giỏi hoặc là thi chuyên thì chúng mình sẽ có thêm dạng đề thứ hai chứng minh nhận định hoặc là các dạng đề nâng cao. Đó, thế thì để mà đảm bảo chúng ta có được những kỹ năng cơ bản nhất và cần thiết nhất thì chị sẽ tập trung vào dạng đề phân tích hoặc là cảm nhận. Ví dụ chúng ta sẽ có một đề bài như sau. Ví dụ nhá, ví dụ về đề bài dạng đề phân tích như thế này, đọc đơn thôi là các bạn sẽ thấy rất là quen thuộc rồi. Đó chính là phân tích 8 câu thơ cuối trong đoạn trích Kiều ở Lầu Ngưng Bích. 8 câu cuối trong đoạn trích Kiều ở Lầu Ngưng Bích. Đúng chưa nào các em? Đây chính là một ví dụ cho dạng đề là phân tích hoặc là cảm nhận. Người ta có thể hỏi chúng mình là phân tích 8 câu cuối trong đoạn trích Kiều Lầu Ngưng Bích, hoặc là nêu cảm nhận của em về 8 câu cuối trong đoạn trích Kiều Lầu Ngưng Bích. Hai dạng đó là tương tự như nhau, đúng không nào? Ok chưa? Thế thì đối diện với một đề bài như thế này thì chúng ta cần phải nêu ra được những ý cơ bản như thế nào. Bây giờ sẽ vào phần quan trọng đây. Các em ghi chép lại cùng với chị nhá. Các bạn mở giấy, mở vở ra, ghi chép lại cùng với chị luôn. Chứ chúng mình đừng lắng nghe và cũng đừng viện lý do là em có thể xem lại nên là phần này em không ghi chép. Tốt nhất là chúng ta nên ghi lại luôn. Tốt nhất là chúng ta nên ghi lại luôn. Ok chưa nào? Rồi, thế thì bây giờ bước sang phần quan trọng, đó chính là dàn ý của một đề bài dạng đề phân tích thì sẽ gồm những ý như thế nào? Nào, về mặt dàn ý
Thì tất nhiên rồi, một bài văn chúng ta sẽ gồm có 3 phần cơ bản là mở bài, thứ hai là thân bài và thứ ba là kết bài. Đúng chưa? Nhớ, dàn ý thì là như vậy, ai cũng biết điều này rồi. Thế thì ở phần mở bài và kết bài, chị đã có những chiến dịch riêng hướng dẫn các bạn rồi. Từ cái kỹ năng chúng mình xác định vấn đề này, nêu vấn đề ra sao, dẫn dắt như thế nào trong phần mở bài và phần kết bài, chị đã hướng dẫn các bạn trong chiến dịch dậy sớm rồi đấy. Và cũng đã từng tặng tài liệu các em rồi, nên các bạn sẽ xem lại ở phần đó. Trong chiến dịch này chị sẽ tập trung chính vào phần thân bài. Ok chưa? Chị sẽ tập trung chủ yếu vào cái phần thân bài này. Vậy phần thân bài trong một đề bài dạng phân tích thì sẽ gồm những luận điểm cơ bản như thế nào? Các bạn ơi, ở đây nhá, chị vạch ra cho chúng ta gồm có 3 luận điểm cơ bản như sau. Thứ nhất, luận điểm 1. Đó chính là luận điểm khái quát. Đó là việc mà chúng ta khái quát về tác giả này. Rồi khái quát về tác phẩm này. Và khái quát về vấn đề nghị luận. Ok chưa? Sang luận điểm 2 là luận điểm mà các bạn sợ nhất đây, là luận điểm phân tích. Luận điểm 2, luận điểm phân tích. Và luận điểm 3, luận điểm cuối cùng là luận điểm đánh giá. Rồi, thế thì xoay quanh ba cái luận điểm này, trước tiên có một cái nhìn khái quát như sau. Chị nhận xét một chút xíu về quá trình các bạn làm ba luận điểm này nhé. Thứ nhất là xuất hiện tình trạng các bạn bỏ qua luận điểm 1, tức nghĩa là các em gộp luôn luận điểm 1 vào cùng với cả mở bài. Và thứ hai là các em gộp luôn luận điểm 3 này vào cùng với cả kết bài. Thì chị nghĩ rằng điều đó không nên. Được không nào? Có thể là trong phần mở bài các bạn đã nêu rất là nhiều những thông tin về tác giả và tác phẩm rồi, nhưng chúng mình vẫn cần có một đoạn văn để khái quát lại nội dung chính của toàn bộ tác phẩm đấy. Lý do tại vì sao? Lý do tại vì nhá, cái bài làm của chúng mình ý chỉ đi sâu vào một trong những khía cạnh của toàn bộ tác phẩm thôi. Không có đề bài nào đi thi mà yêu cầu chúng mình phân tích cả tác phẩm đâu. Vậy thì các em cứ hình dung là bây giờ giống như việc người ta bước vào một ngôi nhà, thì đầu tiên người ta phải mở cánh cửa, đấy là mở bài, đúng không nào? Ok chưa? Xong rồi người ta phải bước những bước đầu tiên, nhìn xung quanh cái ngôi nhà đó để xem là ngôi nhà này to hay là bé, đúng không nào? Ngôi nhà này rộng hay là hẹp, vân vân. Thế thì cái việc mà nhìn bao quát đó chính là vai trò của luận điểm khái quát này này. Ok chưa? Đó, trong luận điểm này các bạn sẽ làm cái công việc là giúp cho người đọc hình dung ra được là tác phẩm, là cái vấn đề mà các em đang đi phân tích ý, nó nằm trong tác phẩm nào, tác giả sáng tác nên tác phẩm đấy là ai, ông có những đặc điểm như thế nào, hoặc là người đó có những đặc điểm như thế nào trong quá trình sáng tác, phong cách sáng tác ra sao. Ok chưa? Đấy, từng bước chúng ta dẫn dắt bạn đọc đến với vấn đề chính thì nó sẽ tuần tự và nó sẽ hợp lý hơn so với việc là chúng ta đi vào phân tích luôn. Ok chưa? Nhá, nó sẽ hợp lý hơn so với việc là chúng mình đi vào phân tích luôn. Và theo như chị thấy thì đáp án của một số tỉnh thành, được không nào, có dạng đề phân tích như thế này thì luận điểm 1 thường chiếm 0,5 điểm, 0,5 trên 5 điểm. Đó chính là việc mà cái bài nghị luận văn học chiếm 5 điểm nhá, thì luận điểm 1 này chiếm 0,5 điểm. Ok chưa? Được không nào? Tương tự như vậy, luận điểm 3, luận điểm đánh giá, các em cũng không nên gộp với cả phần kết bài đâu. Chúng mình nên làm gì? Chúng mình nên có một luận điểm, chúng ta đánh giá lại về đặc sắc, nội dung và nghệ thuật của đoạn mà chúng mình vừa mới đi phân tích. Ok chưa nào? Phần đánh giá này, nếu như phần khái quát là giúp bạn đọc có một cái nhìn tổng quan nhé, thì phần đánh giá sẽ giúp cho những người mà đọc bài văn của chúng mình kết đọng lại được những ý quan trọng nhất mà các em muốn chỉ ra. Bên cạnh đó, trong luận điểm đánh giá các em cũng có thể đặt ra cái sự liên hệ mở rộng để làm cho bài viết của mình sâu hơn nữa. Nên cũng đừng bỏ qua luận điểm này nhá. Ok chưa nào? Chị chỉ ra vai trò của hai luận điểm như vậy để khi mà các bạn thiết lập dàn ý, chúng mình đừng quên. Ok chưa? Bước vào phần thân bài, luận điểm đầu tiên phải là khái quát đã, chứ đừng phân tích vội. Và trước khi đến kết bài thì chúng mình cũng nên có một luận điểm đánh giá. Rồi, thế thì xoay quanh hai cái luận điểm này, chúng mình sẽ có một phần riêng để học. Còn cái phần này này, đây, luận điểm 2, mới là luận điểm mà gây cho các bạn sự đau đầu nhất, đúng không? Các em không biết phải phân tích như thế nào. Đó, thế thì bây giờ chị sẽ đi sâu vào luận điểm 2 nhá, luận điểm phân tích. Rồi, đây, chiến dịch này sẽ tập trung vào việc mà giúp cho các bạn thiết lập được cái dàn ý khi chúng ta phân tích.
Được chưa? Nhá, chị biết là phần này các bạn quan tâm nhiều nhất nên chúng mình sẽ tập trung chủ yếu với một cái dung lượng, một chiến dịch khá là ngắn ngủi thôi. Nên chúng ta sẽ tập trung chủ yếu vào cái luận điểm 2 này. Về phần phân tích thì chúng ta sẽ thấy có hai dạng chính. Thứ nhất là chúng ta phân tích thơ. Và thứ hai là chúng mình phân tích văn xuôi. Thơ thì chúng ta có thể là phân tích những đoạn trích trong truyện Kiều này. Chúng ta phân tích những bài thơ hiện đại như là Đồng Chí, bài thơ về tiểu đội xe không kính, hay là Đoàn thuyền đánh cá, Bếp lửa, rồi Mùa xuân nho nhỏ, Ánh trăng, Viếng lăng Bác, rồi Nói với con, vân vân. Rất là nhiều, đúng không nào? Cái dung lượng, số lượng các bài thơ ở trong chương trình là rất nhiều. Đó, ok chưa? Cái thứ hai là dạng phân tích văn xuôi. Thì chúng mình có thể là phân tích về các nhân vật trong tác phẩm văn xuôi, ví dụ như là nhân vật Vũ Nương trong truyện Người con gái Nam Xương này, hay là chúng ta phân tích về diễn biến tâm trạng của nhân vật ông Hai trong truyện Ngắn làng, hay là phân tích vẻ đẹp của nhân vật anh thanh niên trong Lặng lẽ Sapa, vân vân. Nhớ, đó, thế thì gồm có hai dạng chính như thế này. Và ngày hôm nay thì chị sẽ cùng với các bạn chúng mình đi học cách thiết lập dàn lý phân tích cho luận điểm phân tích thơ, và đặc biệt là đối với văn học trung đại các em nhé. Được chưa? Ok chưa? Đối với phần văn học trung đại. Trong chương trình của chúng mình thì phần văn học trung đại chúng ta có học những đoạn trích ở trong tác phẩm truyện thơ nôm, đó chính là truyện Kiều của tác giả Nguyễn Du. Chúng ta học 3 đoạn trích chính là 1. Chị em Thúy Kiều, 2. Cảnh ngày xuân, 3. Là Kiều lầu Ngưng Bích. Rồi, và mỗi đề bài đề cập đến những đoạn trích đó thì chúng ta có thể quy về dạng là phân tích thơ. Được không? Nhớ, chúng ta có thể quy về dạng phân tích thơ. Vậy thì khi mà phân tích những cái đoạn trích trong truyện Kiều, chúng ta cần phải lưu ý những điều gì? Trước khi đi vào ví dụ cụ thể, chị nêu ra một số những cái lưu ý cho các bạn này. Thứ nhất, bước đầu tiên, bước 1 nhá. Cái ý quan trọng nhất các bạn phải chỉ ra đầu tiên là chúng ta cần phải đọc toàn bộ đoạn trích mà chúng mình cần phải phân tích. Được không nào? Đọc toàn bộ. Để đưa ra được nội dung chính. Của cái đoạn trích chúng ta cần phân tích. Chị lấy ví dụ là đề bài vừa rồi chị nêu là phân tích 8 câu cuối trong đoạn trích Kiều lầu Ngưng Bích. Vậy chúng ta đọc toàn bộ 8 câu đó, chúng ta sẽ thấy này: buồn trông cửa bể chiều hôm, thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa, buồn trông ngọn nước mới xa, hoa trôi man mác biết là về đâu, buồn trông nội cỏ dầu dầu, chân mây mặt đất một màu xanh xanh, buồn trông gió cuốn mặt duềnh, ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi. Rồi, vậy thì với 8 câu này chúng ta đọc một lượt như vậy, chúng ta sẽ thấy đây là những câu mà nêu lên tâm trạng của Thúy Kiều. Đúng không nào? Một cái đoạn mà vừa tả cảnh lại vừa tả tình. Đó, đọc toàn bộ để chúng mình thấy được. Đây là một đoạn mà vừa tả cảnh lại vừa tả tình. Tả rất nhiều những cái khung cảnh, cụ thể là 4 cái khung cảnh nhỏ xung quanh lầu Ngưng Bích, nhưng qua đó thì bộc lộ tâm trạng của Thúy Kiều. Đó là điều đầu tiên. Cái thứ hai là khi chúng mình đọc toàn bộ và xác định nội dung chính nhá, là các bạn còn cần phải kết hợp với cả vấn đề nghị luận nữa cơ. Hay nói cách khác, bước đầu tiên các bạn đi trả lời cho chị là đoạn mà chúng mình phân tích ý, được chưa nào? Phạm vi phân tích thì nội dung chính là gì? Ok chưa? Nhưng chúng ta phải gắn với vấn đề nghị luận. Bởi vì sao? Bởi vì là cùng một đoạn trích, cùng một đoạn thơ thì đề bài có thể đưa ra những yêu cầu khác nhau. Ví dụ cùng là 8 câu cuối trong đoạn trích Kiều lầu Ngưng Bích nhá, thì đề bài cơ bản nhất là dạng phân tích 8 câu đó. Nhưng đề bài cũng có thể hỏi chúng ta một cách khác là phân tích tâm trạng của Thúy Kiều trong 8 câu cuối. Thì lúc đó chúng ta lại phải khéo léo biến đổi để chúng ta chỉ ra rằng là trong 8 câu cuối thì tâm trạng của Thúy Kiều là sự buồn rầu, là sự khắc khoải, và ở đó là hoang mang và lo sợ nữa. Đúng chưa, đúng chưa? Các bạn hình dung ra không? Nhớ, đấy, bước đầu tiên là các bạn phải trả lời cho chị câu hỏi như vậy. Các em hình dung ra không nào? Ok chưa? Nhớ, bước đầu tiên các bạn phải đọc toàn bộ cho chị để chúng ta xác lập được nội dung chính. Sang đến bước thứ 2 này, bước thứ 2. Tiếp tục, bước 1 xong nhá, đến bước 2. Bước 2 thì chúng ta cứ hình dung là phần mà chúng mình phân tích nó giống như là một cái bánh.
Thế bây giờ để mà chúng mình ăn được cái bánh đó, chúng ta phải chia nhỏ nó ra, đúng không? Chia nhỏ miếng bánh ra thành từng phần, chứ chúng ta ngay lập tức ăn một miếng bánh to thì làm sao mà ăn được. Thế bây giờ việc phân tích thơ cũng như vậy. Các em hãy giúp chị, chúng ta chia nhỏ cái đoạn đó ra thành những phần nhỏ hơn nữa, được không nào? Nhá, chia bố cục, phần đó chị gọi là chia bố cục phân tích. Chia bố cục phân tích, được chưa? Chia bố cục phân tích. Ví dụ nhá, ví dụ trong 8 câu cuối, chúng ta có 8 câu cuối. Thế bây giờ chúng mình cứ đi phân tích lần lượt từng câu một sao? Đâu có. Khi mà chúng mình học kiến thức nền, chúng mình sẽ được biết là trong 8 câu này chính là 4 cái bức tranh. Và 4 bức tranh đó cũng tương ứng với những cái cung bậc cảm xúc của Thúy Kiều. Nên chúng ta sẽ phân tích theo cái bố cục là 2, 2, 2, 2. Đúng chưa? Nhá. Thế thì việc mà chúng mình chia nhỏ được bố cục ra phân tích sẽ giúp cho các em chúng mình đi chi tiết và cặn kẽ. Đặc biệt là bài văn của chúng mình nó không bị lủn mủn đâu, nó không bị chia quá nhỏ đâu, nó không bị lắt nhát đâu, mà nó sẽ xác lập theo luận điểm riêng đấy. Ok chưa? Các bạn hình dung ra không nào? Đó, nếu như mà các em băn khoăn là với thơ hiện đại thì chia như thế nào, hay là với các tác phẩm khác thì chia ra làm sao, thì đến với cả buổi ngày mai chị sẽ hướng dẫn các bạn kỹ hơn. Nhưng có một cái quan trọng các em phải hiểu này. Cái phần chia này này, chúng ta sẽ chia rất là dễ dàng nếu như các em nắm chắc về mặt kiến thức nền, được không? Khi mà chúng ta học kiến thức nền với các văn bản ở trên lớp ấy, hay là học trong các khóa học, thì điều quan trọng là các bạn phải nắm được cho chị thứ tự phân tích. Biết được rằng là với mỗi đoạn thơ như thế này thì em sẽ phân tích mấy câu một, mấy câu một. À, nếu như là 7 câu đầu ở bài thơ Đồng Chí thì em sẽ phân tích mấy câu một đây. Hay là đối với cả 8 câu cuối của đoạn trích Kiều Lầu Ngưng Bích thì em sẽ phân tích mấy câu một, được không nào? Đó, thì khi mà các bạn học ở trên lớp hay là khi chúng mình tham gia vào học bất cứ một phần nào, các em cũng nên nắm rõ phần này cho chị nhá, được không? Thì nó sẽ dễ hơn rất là nhiều thay vì việc là đến đây chúng mình tự bơi. Và đây chính là phần mà chúng ta cần phải học thuộc được, được không nào? Đây chính là phần mà các bạn cần phải học thuộc được. Thế thì khi mà các em học về các văn bản trong chương trình ý, cố gắng là chúng ta chia nhỏ ra luôn. Các em có thể ghi vào sách giáo khoa, hoặc là bạn nào mà chúng mình không muốn làm bẩn sách giáo khoa, giữ gìn chẳng hạn, chúng ta có thể ghi lại trong một quyển vở, chép lại toàn bộ cái bài thơ đấy ra. Chúng ta chẳng học cái bài thơ nào dài đâu, bài nào cũng chỉ ngắn ngắn thôi, chúng ta hoàn toàn có thể chép lại hết. Sau đó các bạn làm một cái việc tương tự như thế này cho chị này. Các em có thể là viết những cái dấu ngoặc, được không? Viết những cái dấu ngoặc như thế này này, để chúng mình biết là mấy câu một ở đây là 2, 2, 2, 2, đúng chưa? Em cứ hình dung như vậy. Đó, để chúng mình biết là à, khi mà đề bài ra vào đoạn này, em sẽ phân tích theo bố cục như thế này. Tất nhiên là sẽ có những đề bài mà chúng mình cần phải đưa ra sự sáng tạo khác, nhưng cái này là cái cơ bản nhất, được không? Nhớ các bạn, trước tiên cứ làm tốt cái phần này cho chị đi đã. Hình dung ra chưa nào? Các em hình dung ra chưa? Đó, thế thì ở đây khi mà chúng mình chia bố cục phân tích ra rồi, đó là bước tiếp theo nhá. Và bây giờ đến bước quan trọng nhất này, bước 3, là chúng ta sẽ đi khai thác từng phần nhỏ, đi phân tích từng phần nhỏ. Rồi, ở bước này thì cái lỗi của các bạn hay gặp nhiều nhất là chúng mình hay diễn xuôi thơ ra. Tức nghĩa là chúng mình kể lại đoạn thơ đấy. Vậy làm như thế nào để tránh cái lỗi đó mà chúng ta vẫn có được nhiều kiến thức để viết ra, vẫn đảm bảo là bài văn của chúng mình không bị quá ngắn? Thì các em ơi, trong bước này trả lời cho chị những câu hỏi sau. Là trong mỗi phần nhỏ, được không nào? Trong từng phần nhỏ, trong từng cái câu thơ như vậy, thì tác giả sử dụng thủ pháp hay là biện pháp nghệ thuật gì? Ok chưa? Gọi tên được biện pháp. Thứ hai là chỉ ra tác dụng của biện pháp. Thứ ba là xác định hệ thống hình ảnh xuất hiện ở trong cái việc mà tác giả đang khắc họa. Ok chưa nào? Những hình ảnh này, đó, ok chưa? Xem là tác giả đang khắc họa ở đây là khắc họa hình ảnh của thiên nhiên hay là hình ảnh của con người. Nếu như là hình ảnh của thiên nhiên thì liệu nó có đơn giản chỉ là thiên nhiên hay không? Hay là ẩn sau đó còn là ý nghĩa gì nữa?
Đúng chưa? Nhá. Ví dụ chúng ta đến với cả hai câu đầu trong đoạn trích à, trong 8 câu cuối là buồn trông cửa bể chiều hôm, thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa. Chúng ta thấy ở đây nhá, là tác giả đầu tiên là tác giả sử dụng từ buồn trông này. Đúng không nào? Buồn trông là buồn mà trông ra từ phía, là cái nỗi buồn mà xuất phát từ sâu bên trong nhân vật, chứ không phải là một nỗi buồn bởi tác động của ngoại cảnh. Tức nghĩa con người buồn xong rồi là trông ra và thấy cảnh vật cũng buồn, cũng nhuốm một cái màu buồn như vậy. Và cảnh đầu tiên tác giả khắc họa là cảnh cửa bể chiều hôm, đó là một khung cảnh ở phía xa xa. Đúng không nào? Cửa bể chiều hôm là nhân vật trữ tình đang nhìn ra và cả một cái khung cảnh trước mặt nó hiện lên trước mắt. Cả một cái khung cảnh hiện lên trước mắt, đó là khung cảnh cửa bể chiều hôm. Và thấp thoáng nơi khung cảnh ấy là hình ảnh của chiếc thuyền. Nhưng chiếc thuyền lại đi với cả đại từ phiếm chỉ ai? À, thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa. Đúng không nào? Ở đây thì chúng mình thấy là việc mà tác giả sử dụng hình ảnh, đúng không? Hình ảnh cửa bể chiều hôm và hình ảnh là thuyền thấp thoáng với cả cánh buồm. Thế thì những hình ảnh đó nó thể hiện điều gì? Trước tiên, đó là hình ảnh của thiên nhiên, đúng không nào? Là hình ảnh của khung cảnh, là miêu tả khung cảnh thôi. Nhưng những hình ảnh đó khi đặt vào những chiều kích, cửa bể chiều hôm là một khung cảnh rộng lớn, bao la. Còn cánh buồm lại là những chi tiết rất nhỏ bé, nó dường như là trôi dạt lênh đênh giữa cái khung cảnh bao la rộng lớn đó. Đó là một sự cô đơn, đúng không nào? Ok chưa? Đó là một sự cô đơn. Tiếp tục này, tiếp tục chúng ta sẽ đi khai thác ý nghĩa ẩn đằng sau đấy. Bây giờ, thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa, hệ thống từ ngữ mà tác giả sử dụng, từ ngữ, đó chính là từ thấp thoáng và xa xa, là những từ láy, đúng không nào? Là những từ láy, và những từ láy đó là những từ láy tượng hình. Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa, khắc họa hình ảnh của một cánh buồm cứ lúc hiện, lúc mất và vô cùng nhỏ bé giữa cảnh biển chiều hôm. Đó, vậy thì những chi tiết, những hình ảnh, những từ ngữ đó giúp cho chúng ta hình dung ra được đây không chỉ đơn thuần là việc tác giả miêu tả cảnh, mà ẩn sau đó phải chăng thân phận của Thúy Kiều cũng giống như cánh buồm này này, cũng giống như con thuyền nhỏ bé này này, lênh đênh, trôi dạt, cô đơn, không biết sẽ đi đâu về đâu. Đúng không nào? Trôi dạt giữa cái sóng gió cuộc đời, giữa nơi cửa bể chiều hôm như vậy. Vậy chúng ta sẽ xác định được ý nghĩa ẩn đằng sau. Đó, với mỗi phần nhỏ chúng ta cứ làm đầy đủ việc khai thác những hình ảnh như thế này. Và trong quá trình lập dàn ý các bạn cũng ghi ra những gạch đầu dòng như vậy, thì chúng ta sẽ không bao giờ sợ bỏ sót ý. Ok chưa? Đấy là bước 3 nhá. Sang đến bước 4 thì chúng mình làm gì? À, bây giờ bước 4, sau khi phân tích từng phần nhỏ, chúng ta cần phải nhìn lại một cách khái quát, có biện pháp tu từ nào, hoặc là có một cái dòng mạch cảm xúc nào xuyên suốt toàn bộ phần mà chúng mình phân tích hay không? Được không nào? Nhìn lại một cách tổng quan. Đó, để xác định xem là có biện pháp nào xuyên suốt toàn bộ phần chúng mình phân tích không? Ví dụ như là trong 8 câu cuối của Kiều Lầu Ngưng Bích, chúng ta sẽ thấy có biện pháp điệp là xuyên suốt cả cái đoạn trích này. Buồn trông cửa bể chiều hôm, buồn trông ngọn nước mới xa, rồi buồn trông nỗi cỏ dầu dầu, buồn trông gió cuốn mặt doanh. Đó là biện pháp điệp từ và xuyên suốt toàn bộ cả đoạn. Vậy điệp thì sẽ có ý nghĩa trong việc nhấn mạnh. Và ở đây là nhấn mạnh cái tâm trạng buồn của nhân vật, không phải là nhấn mạnh cái hành động trông ra, mà là nhấn mạnh cái tâm trạng buồn này này. Đúng chưa? Nhấn mạnh cái tâm trạng buồn này này. Đó, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ mà. Ngay trong tâm trạng của nhân vật đã thấm đượm một cái nỗi buồn như vậy, nỗi buồn của sự cô đơn, nỗi buồn của sự hoang mang, nỗi buồn của sự sợ hãi. Và nhân vật mang một cái tâm trạng như vậy để nhìn ra tứ phía, để thấy được cái gì nó cũng mang một cái sự cô đơn lẻ loi, nó mang một cái sự hoang mang vô định. Ví dụ như là gì? Là thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa, hay là hình ảnh hoa trôi man mác biết là về đâu, cánh hoa nhỏ bé mong manh giữa dòng đời vô định, hay là hình ảnh chân mây mặt đất một màu xanh xanh. Khung cảnh thì hữu tình thật đấy, thế nhưng mà chỉ nhuốm một màu xanh xanh, là sắc xanh héo úa, là sắc xanh úa tàn,
đúng không? Hay cuối cùng là khung cảnh bây giờ còn có cả âm thanh nữa đây. Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi. Thế nhưng âm thanh ấy là một âm thanh rất đáng sợ. Âm thanh khiến cho con người ta phải rùng mình. Là tất cả những khó khăn, là tất cả những đắng cay nó vẫn đang bủa vây xung quanh vị trí của Thúy Kiều đấy. Đúng chưa? Nhá, chúng ta sẽ xác định được thứ nhất là xuyên suốt cả đoạn có điệp từ buồn trong. Nó giống như là điệp khúc của nỗi buồn trong đoạn này vậy. Thứ hai là điệp từ buồn trong nó còn khẳng định đây là một đoạn thơ mà thể hiện rất tốt bút pháp tả cảnh ngụ tình. Đúng không? Tả cảnh ngụ tình. Thứ ba là xuyên suốt đoạn này còn có việc tác giả sử dụng rất nhiều những từ láy này. Thấp thoáng này, xa xa này, man mác này, rồi là gì? Dầu dầu, xanh xanh, rồi ầm ầm. Đó là những từ láy cả có tượng hình cũng cả có cả tượng thanh nữa. Vậy những từ láy thì luôn luôn có tác dụng trong việc khắc họa một cách chi tiết, khắc họa một cách sinh động về mặt hình ảnh, đúng không? Về mặt âm thanh. Thế nhưng ở đây, cái sự sinh động ấy rõ ràng cảnh vật hiện lên rất rõ nét. Đúng không nào? Sử dụng nhiều từ láy thì sẽ giúp cảnh vật hiện lên rất rõ nét. Nhưng cái sự rõ nét ấy lại càng khiến cho bạn đọc thấm thía hơn nỗi buồn của Thúy Kiều. Khung cảnh hiện lên càng rõ nét thì người ta lại càng thấu hiểu hơn Thúy Kiều đang hoang mang, đang sợ hãi, đang buồn sầu đến mức nào. Đúng không nào? Buồn sầu để thấy được là cánh hoa kia, nhìn rõ là cánh hoa kia mỏng manh, yếu ớt như thế thôi, vẫn đang trôi man mác giữa ngọn nước mới xa. Hay là buồn rầu rồi là hoang mang để rồi thấy được cả một cái màu xanh xanh héo úa rầu rầu đang nhuộm cả cái cảnh vật khi đó. Hay là buồn sầu rồi sợ hãi để mà hãi hùng trước cái âm thanh của tiếng sóng cứ như bồ vập vào, âm âm kêu quanh ghế ngồi, như đòi đấy, đúng không nào? Như đòi nợ đấy, nó như là vùi dập cái cuộc đời của Thúy Kiều vậy. Đấy, ok chưa? Đó, thì đấy là bước thứ tư nhá. Bước thứ tư là chúng mình nhìn một cách tổng quan để xem là xuyên suốt cả đoạn thì tác giả có sử dụng một biện pháp nào hay không, hay là có việc sử dụng một hình ảnh nào xuyên suốt cả đoạn đấy hay không. Ok chưa? Và bước cuối cùng, bước 5. Nếu như tất cả những bước bên trên mới giúp cho các bạn chúng ta phân tích được cái nội dung cơ bản của đoạn thôi thì trong văn học trung đại, chúng ta còn cần chỉ ra những cái ý nghĩa sâu xa hơn nữa, đặc biệt là đối với truyện Kiều. Đặc biệt là đối với các đoạn trích trong truyện Kiều thì chúng mình sau khi phân tích xong, các bạn cần phải chỉ ra cho chị thêm, nhận xét thêm về mặt tài năng và tấm lòng của tác giả. Ok chưa? Tài năng và tấm lòng của tác giả. Ví dụ là đoạn trích 8 câu cuối ở trong đoạn trích Kiều Lò Ngưng Bích thì chúng ta thấy tác giả đã sử dụng rất là tốt, tác giả đã sử dụng rất là đặc sắc cái nghệ thuật tả cảnh ngụ tình để vừa khắc họa lên 4 bức tranh nhỏ, nhưng 4 bức tranh đấy đều thấm đượm cái nỗi buồn của Thúy Kiều. Đúng không? Đều thấm đượm cái tâm trạng. Ở đây là tả cảnh nhưng mà cũng là tả ngoại cảnh và cũng là tả tâm cảnh. Đó, vậy sử dụng một tài năng như vậy và khắc họa một cách chi tiết như vậy, tác giả đã khơi gọi được cái sự đồng cảm giữa bạn đọc với cả nhân vật Thúy Kiều, để giúp cho bạn đọc hiểu được Kiều đang ở trong tâm trạng như thế nào sau cái cơn gia biến kinh hoàng, đúng không nào? Phải bán mình chuộc cha và em, rồi liên tiếp nhận ra là mình bị lừa lọc, rồi nhận ra cái thân phận của mình đang trôi dạt lênh đênh không biết sẽ đi đâu về đâu, chịu bao nhiêu đắng cay và tủi cực. Thì Kiều khi mà bị giam lỏng ở lồng Ngưng Bích, có những cái cơn sóng ở trong trái tim của mình như thế nào, có những cái gợn sóng trong tâm trạng như thế nào, thì tác giả Nguyễn Du đã miêu tả đầy đủ ở trong đoạn này rồi. Đó là về mặt tài năng. Vậy thể hiện điều đó, tác giả hẳn cũng phải là một người thấu hiểu cho nhân vật chứ, đúng không nào? Thấu hiểu cho nhân vật và đặc biệt là trân trọng cái vẻ đẹp trong tâm hồn của nhân vật, khắc họa tất cả những cái điều đó, đúng chưa? Và đó chính là tinh thần nhân đạo rất là nhân văn, rất là sâu sắc được thể hiện trong 8 câu cuối của đoạn trích Kiều Lồng Ngưng Bích. Được không nào? Các bạn hình dung ra chưa? Nhớ. Và với 5 bước như thế này là các bạn đã hoàn thành được việc chúng ta xác lập dàn ý của một đề bài phân tích một đoạn trích trong truyện Kiều đấy. Hình dung ra không nào? Cứ làm tuần tự những bước như thế này cho chị nhá. Ok chưa? Và đó cũng chính là nội dung trong buổi học đầu tiên chiến dịch lập trình văn học. Đến đây các em có gì băn khoăn không? Ok không nào? Các bạn ơi, đến đây chúng mình có gì băn khoăn không nào? Ok chưa? Nhớ. Đó,
tất cả những phần mà chị vừa mới chia sẻ với các bạn thì các em có thể được đọc lại một cách chi tiết hơn ở trong tài liệu. Nhưng để nhận được tài liệu, các bạn cần phải làm đầy đủ các bước như chị đã hướng dẫn ở phần đầu tiên đấy. Nhớ là không được bỏ quên bước chụp ảnh màn hình trong lúc mà chúng ta đang xem phần phát trực tiếp này. Nhớ chưa? Bởi tài liệu thì chỉ dành cho những bạn tham gia vào những buổi phát trực tiếp thôi. Chúng ta xem lại thì sẽ không được tính mất rồi. Chị sẽ không xóa phần phát trực tiếp, nhưng mà tài liệu thì dành cho những bạn mà tham gia phần phát trực tiếp cùng với chị. Nhớ chưa? Nhớ. Rồi, thế thì buổi đầu tiên chúng mình nhẹ nhàng một chút như vậy thôi. Hình dung ra được các bước cơ bản để chúng ta làm gì? Để chúng ta có thể lập dàn ý khi mà phân tích một đoạn trích ở trong truyện Kiều. Đó là những cái đặc trưng rất cơ bản của văn học trung đại, là chúng ta đi từ từ ngữ, đi từ hình ảnh, đi từ bút pháp để thấy được tác giả khắc họa điều gì trong đoạn trích đó. Và thông qua việc khắc họa thành công nội dung như vậy thì tác giả thể hiện tư tưởng tình cảm ra làm sao. Được chưa? Ok không nào các bạn nhá. Rồi, đây chị nêu lại các bước để chúng mình được nhận tài liệu này. Đây, bước 1. Đây nhá. Bước 1 là các bạn chụp ảnh màn hình trong lúc các em đang xem phần phát trực tiếp. Những ảnh hợp lệ là những ảnh mà có mắt xem ở một bên góc bên trái màn hình đấy. Được chưa? Phải có hiện những bạn mà đang xem cùng với chúng ta thì ảnh đó mới hợp lệ. Thứ hai là chúng ta chia sẻ phần phát trực tiếp. Tất cả các buổi thì các bạn đều cần phải chia sẻ đầy đủ. Ok chưa? Nhớ để chế độ công khai nhá. Được không nào? Tiếp tục, bước thứ 3 là các bạn tăng 5 bạn bè vào trong phần phát trực tiếp này. Và chị sẽ gửi tài liệu tới các bạn dựa trên 2 bộ tài liệu. Được không? Nhớ, không gửi lát nhất theo từng buổi đâu, mà chúng mình sẽ có 2 bộ tài liệu. Chị sẽ gửi vào sau buổi học ngày mai và gửi vào sau buổi học cuối cùng hôm Chủ nhật. Đó, thế nhưng mà không phải là chỉ hôm thứ 6 và hôm Chủ nhật các bạn làm đầy đủ các bước này, mà tất cả các buổi các bạn đều cần phải làm đầy đủ các bước này. Chúng ta có 4 buổi thôi, thứ 5, thứ 6, thứ 7, Chủ nhật liên tiếp nhau nhá. Ok chưa? Rồi, đấy thì đấy là các bước để các bạn được nhận tài liệu. Các em hình dung ra không? Các bạn hình dung ra chưa nào? Ok chưa? Rồi, thì đấy là phần mà chị cùng với các em hình dung ra được. Thứ nhất là vai trò của việc lập dàn ý. Thứ hai là những ý cần thiết ở trong một dàn ý là gì, đúng không nào? Và thứ ba là chúng ta đi khai thác sâu vào các cái thao tác để lập dàn ý cho một đề bài phân tích văn học trung đại. Phân tích văn học, phân tích dạng truyện thơ ở trong văn học trung đại, đúng không? Và cụ thể chính là 8 câu cuối trong đoạn trích Kiều Lầu Ngưng Bích. Chị mong rằng là sau buổi ngày hôm nay, thứ nhất, các bạn xác định được, bây giờ chúng mình cầm bút lên thì đừng vội viết bài ngay, mà chúng ta hãy gạch ra những ý cơ bản nhất. Được không nào? Cái bước lập dàn ý khi chúng mình đi thi ý, thì không đòi hỏi các em phải viết thật là chi tiết đâu. Không cần phải mỗi ý phải 5-6 dòng đâu. Không. Mà chúng ta chỉ cần gạch dưới dạng những từ khóa thôi. Được chưa nào? Dưới dạng những từ khóa thôi. Và từ khóa đó là từ khóa gì? Thì đây. Thì đây. Đây nhá. Đó là những cái từ khóa như thế này này. Thứ nhất là chúng ta chỉ ra được nội dung chính. Thứ hai là chúng ta chia ra được bố cục phân tích là như thế nào. Thứ ba là trong từng cái phần nhỏ khi phân tích, chúng ta sẽ chú ý vào các thủ pháp hay là biện pháp nghệ thuật này, chú ý vào hình ảnh, từ ngữ và từ đó nêu ra ý nghĩa của từng câu nhỏ. Được chưa? Cuối cùng thì chúng ta chỉ ra được tài năng và tấm lòng của tác giả. Đấy. Đấy là các bước cơ bản nhá. Và khi mà chúng mình nắm rõ các bước này rồi thì thậm chí là chúng ta cũng không cần phải học thuộc lòng từng câu từng chữ trong tài liệu đâu. Trong tài liệu kiến thức nền thì đúng là có rất là nhiều những phần hay ho, nhưng khi chúng ta học thuộc được phần này, chúng ta nắm chắc được phần này rồi thì các bạn sẽ rất chủ động trong việc làm bài. Chúng ta sẽ không cần bị phụ thuộc quá nhiều đâu. Và thậm chí là đối diện với một đoạn thơ mới, đúng không nào? Chúng mình chưa học, chúng ta vẫn có thể phân tích sơ qua và khái quát được nội dung của nó khi chúng ta làm đầy đủ được các bước như thế này. Được không nào? Nhớ. Rồi, đến buổi ngày mai chị sẽ trở lại cùng với các bạn với một phần vẫn là phân tích thơ, nhưng mà là thơ hiện đại, để xem có gì khác hay không. Và khi chúng mình phân tích thơ hiện đại thì cần chú ý những điều gì nhá. Được chưa? Rồi, ok không nào? Các em còn gì băn khoăn và thắc mắc trong buổi này không? À, khóa học VIP 2 còn ưu đãi nữa không ạ? Em muốn đăng ký. Khóa học VIP 2 thì vẫn có ưu đãi dành cho những bạn đăng ký. Đó chính là chúng mình được tặng thêm cuốn sổ tay giọt mật văn chương. Đó là một ưu đãi rất là lớn dành cho các bạn khi đăng ký khóa học VIP 2 đấy. Nên các em có thể nhắn tin về cho chị để đăng ký luôn nhé. Và đây cũng là một cái phần mà khi mà các bạn học về phương pháp
Được không nào? Bởi trong khóa học VIP thì các em không chỉ học kiến thức nền mà chúng ta học cả về phương pháp, tức nghĩa là học cái cách để viết được một bài như thế nào, cách viết mở bài, cách viết thân bài, cách viết kết bài. Cụ thể chúng ta đi chi tiết từng phần một, từng luận điểm một trong thân bài, và đây là luận điểm phân tích đây này. Được không nào? Ok chưa? Thì chị nghĩ rằng là với một lộ trình như vậy, các bạn sẽ có đầy đủ cả về kiến thức và cả về kỹ năng nữa. Rồi đến cuối chúng ta luyện đề với 15 đề thì sẽ là tất cả những gì trọn vẹn nhất dành cho các bạn để chúng ta yên tâm trước khi thi. Được không nào? Nhớ. Rồi thế thì khi mà chúng mình đăng ký khóa học VIP 2, các bạn có thể nhắn tin về cho chị để nhận thông tin về lộ trình, để nhận những thông tin về mặt ưu đãi dành cho các em và nhận thông tin để chúng ta tham gia lớp học nhé. Ok chưa? Ừ, rồi. Ok chưa nào? Rồi, thế thì chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào buổi trưa ngày mai. Hãy nhớ là 12 giờ trưa, mở Facebook lên và vào trang fanpage Học Văn Chị Hiên Trung Học Cơ Sở để học cùng với chị ở trong chiến dịch lập trình văn học nhé. Chiến dịch ngày hôm nay là buổi đầu tiên rồi, chúng ta còn 3 buổi nữa. Cố gắng, ok không? Ừ, còn bây giờ thì chúng mình dành thời gian nghỉ ngơi. Nếu như các em có bất cứ thắc mắc gì thì có thể nhắn tin về cho chị nhé. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong buổi học ngày mai. Bye bye!